Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, ngày hôm nay Phong Thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Ất Dậu, sinh năm 2005 nam mạng. Xét tổng quan về cuộc đời thân chủ tuổi này cho thấy thời vận và trung vận biến động thăng trầm, đặc biệt là về gia đạo, công danh sự nghiệp. Mãi đến hậu vận thì họ mới có được sự thảnh thơi an nhàn sung sướng. Và xong, để được khỏe mạnh, gia chủ có thể gia tăng cái niên thọ của mình thì còn dựa vào phước phần và đức số của mỗi người. Và trong chương bình luận đoán tử vi ngày hôm nay thì chúng tôi Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ cụ thể cách để có thể chiêu phúc nạp tài, đem lại sức khỏe, tình duyên và tài lộc cho quý vị gia chủ tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 nam mạng. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi. Gia chủ Ất Dậu sinh năm 2005 nam mạng có cung mệnh thuộc cung Khảm, trực chất, mạng tuyền trung thủy, nước trong giếng, khắc thiên thượng hỏa, con nhà hắc đế, từ tánh phú quý, xưng con gà, tướng tinh con cua biển, ông quan đế độ mạng. Chúng ta sẽ cùng quý vị gia chủ tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 nam mạng chiêm nghiệm lại cuộc đời mình qua bài thơ sau. Số này tuổi nhỏ khó nuôi, lớn lên mạnh khỏe, tài ba hơn người, thu đông xanh đặng thời yên, có phần sung sướng như cua đủ càng, xuân hạ lỗi số cực thân, làm ăn có của thế mà phải lo. Năm xưa vận hay dở dang, tới hồi vận giữa lại càng vinh hoa, bởi nhờ kẻ quý giúp ta, sau này lập nghiệp vinh hoa thanh nhàn, số người tính đức hiền lương, nhưng mà anh em chẳng thuận chẳng hòa, có tay tạo lập cửa nhà, phước theo vận cuối tới già hiền vinh. Tổng quan, tuổi Ất Dậu cuộc đời có nhiều trầm bổng, cuộc sống không được nhiều may mắn tốt đẹp, tiền vận và trung vận có phần cực khổ về thể xác, cuộc đời có nhiều sự buồn bã và sầu lo vào thời trung vận, có thể hưởng được thanh nhàn vào thời hậu vận. Số tuổi từ 20 đến 30, hoàn cảnh không cho phép phát triển về tài lộc, đường công danh lại có phần bê bối rõ rệt, nên cẩn thận và kiên nhẫn tìm lấy một hướng đi cho định mệnh và một con đường sáng tỏ cho cuộc đời. Đừng bao giờ quá chủ quan và cũng đừng bao giờ có bi quan, cuộc sống của con người là phải như vậy, có lúc sôi động nhưng lại có lúc trầm lặng âm thầm. Tóm lại, cuộc sống của tuổi Ất Dậu có nhiều buồn khổ riêng tư vào thời tiền vận và trung vận, về hậu vận mới được an nhàn và sung sướng. Tuổi Ất Dậu cuộc đời không được nhiều may mắn, cuộc sống có nhiều đau thương về tuổi nhỏ, lớn thì gặp đôi chút may mắn về sự nghiệp, có thể thành công đôi chút về tài lộc. Số hưởng thọ trung bình từ 57 đến 62 tuổi là mức tối đa, nhưng làm phước, làm đức, ăn ở hiền lành sẽ được gia tăng niên kỷ trên 5 năm, gian ác thì giản kỷ. Tình duyên. Phương diện này Ất Dậu lại có nhiều may mắn, thâu đoạt được nhiều kết quả, nhưng không bao giờ giữ được lâu bền, đó là mạng số của bạn về vấn đề tình duyên là phải như vậy. Vấn đề tình duyên như dòng suối chảy có lúc mạnh mẽ lại có lúc êm đềm, không định được cái gì xảy ra của ngày mai. Theo chiêm tinh học và tướng số học, đây là cuộc đời của bạn đối với vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Nếu bạn sinh vào những tháng này, cuộc đời của bạn sẽ phải thay đổi 3 lần trong chuyện tình duyên và hạnh phúc. Đó là bạn sinh vào những tháng 8 và 12 âm lịch. Nếu bạn sinh vào những tháng này, về vấn đề tình duyên và hạnh phúc bạn phải thay đổi ít nhất là 2 lần trong cuộc đời. Đó là bạn sinh vào những tháng 1, 2, 3, 4, 5, 9 và 10 âm lịch. Nếu bạn sinh vào những tháng này, cuộc đời bạn sẽ hưởng được hạnh phúc một chồng một vợ mà thôi. Đó là cuộc đời bạn sẽ sinh vào những tháng 6, 7 và 11 âm lịch. Trên đây là mạng số của bạn theo ngày sinh, tháng sinh, được nhận xét là có sự thay đổi lương duyên và hạnh phúc trong suốt cuộc đời. Gia đạo công danh. Gia đạo không được yên ấm, luôn luôn có nhiều lo phiền, phải trải qua tuổi 30 mới có thể an vui về phần gia đạo. Phần công danh bị tắc nghẽn nửa chừng vì hoàn cảnh không cho phép tiếp tục công danh. Nhưng phần công danh có phần lên cao trong cuộc đời vào năm 28 tuổi trở đi. Sự nghiệp có thể vượt lên đến khoảng trung bình vào giữa năm 27 tuổi thì bắt đầu có kết quả về sự nghiệp. Tiền bạc tạo ra cũng nhiều, nhưng thường hay bị sụp đổ bất ngờ. Có thể nói rằng sự nghiệp tạo ra dễ dàng và tiền bạc có vào đều đặn, nhưng mạng số không thể giữ được tiền khi mà tuổi còn nhỏ. Tuổi hợp làm ăn. Trong việc làm ăn cũng như phát triển về công danh sự nghiệp, bạn nên cầu chọn lựa người cùng tuổi. Để làm ăn hay cộng tác thì hợp tác mới mong có được nhiều thắng lợi cho bạn trong suốt cuộc đời. Sau đây là những tuổi hạp cho sự làm ăn của bạn, đó là Bính Tuất, Kỷ Sửu, Nhâm Thìn. Những tuổi này rất hợp cho sự làm ăn của bạn, vậy nên hợp tác mọi trường hợp trong cuộc đời đều không sợ bị thất bại. Lựa chọn vợ chồng.
bạn cũng nên cẩn thận mà lựa chọn những tuổi hợp với mình để kết duyên, vì chuyện lương duyên giữa hai tuổi rất có sự liên quan cần thiết đến cuộc sống và cuộc đời. Sau đây là việc hôn nhân bạn có thể lựa chọn như các tuổi Bính Tuất, Kỷ Sửu, Nhâm Thìn, Quý Mùi. Bạn kết duyên với tuổi Bính Tuất sẽ đẩy mạnh cuộc đời bạn thắng lợi trên con đường danh vọng. Với tuổi Kỷ Sửu, càng mau làm giàu vì Kỷ Sửu hợp về tình duyên và tài lộc. Với tuổi Nhâm Thìn, tạo được nhà cửa, cuộc sống một đời sung túc. Với tuổi Quý Mùi, thành công hoàn toàn về sự nghiệp, công danh và tài lộc. Những tuổi kể trên, phần nào con cái đều đông đủ, vui vầy, hạnh phúc. Bạn gặp một trong những tuổi trên, cuộc sống của bạn sẽ có nhiều triển vọng tốt đẹp mà không sợ bị cay đắng cuộc đời, buồn đau, vùi lấp số phận. Nếu bạn kết hôn với những tuổi này, cuộc sống của bạn trở vào mức độ trung bình, đó là Ất Dậu, Tân Mão, Quý Mão. Bạn kết duyên với những tuổi này chỉ tạo nên được một cuộc sống trung bình, vì những tuổi trên chỉ hợp về đường tình duyên mà không hợp về đường tài lộc. Nếu bạn kết hôn với những tuổi này thì cuộc đời bạn sẽ trở nên nghèo khổ, vì cuộc sống của bạn luôn luôn gặp khó khăn, không tạo được cơ hội thuận tiện trong cuộc đời. Đó là kết hôn với các tuổi Đinh Hợi, Mậu Tý, Quý Tỵ. Kết hôn với những tuổi này không thể phát đạt về tài lộc. Có những năm bạn không nên tính chuyện hôn nhân, đó là vào 15, 21, 25, 27, 33, 37, 39 và 45 tuổi. Sinh vào những tháng này bạn có số đào hoa. Hay ít ra cũng đa đoan về việc đàn bà có nhiều thê thiếp tình yêu, đó là bạn sinh vào những tháng 1, 2, 3, 4, 8 và 9 âm lịch. Tóm lại, vợ chồng đến với nhau là cái duyên cái số, hợp tuổi càng tốt mà không hợp cũng không phải lo lắng, mọi thứ đều có cách hóa giải. Yêu thương, nhường nhịn và thấu hiểu chính là chìa khóa của hôn nhân bền vững. Ngoài ra bạn có thể tìm đến phong thủy để hỗ trợ vận trình tình duyên cho mình. Đơn giản nhất là sử dụng các vật phẩm phong thủy như vòng tam hợp quý nhân để hòa hợp các mối quan hệ, vợ chồng, giúp tình cảm gia đình gắn chặt, từ đó làm tiền đề phát triển công việc cho cả hai. Ở đây quý vị gia chủ Ất Dậu có thể thỉnh đeo vòng tam hợp Tỵ Dậu Sửu cho tuổi của mình. Vòng tam hợp Tỵ Dậu Sửu được làm từ gỗ huyết long. So với những loại gỗ khác khi vừa chế tác xong thì có mùi rất thơm, nhưng nó sẽ phai nhạt theo thời gian và dần sẽ mất hết mùi. Còn đối với loại gỗ này, khi chế tác thành những chiếc vòng tay sẽ không có mùi thơm, nhưng khi đeo một thời gian được tiếp xúc với ánh sáng, mồ hôi và hơi người thì chúng bắt đầu tỏa hương thơm thoang thoảng, dịu nhẹ, tạo cảm giác rất dễ chịu cho người đeo. Bên cạnh đó, vòng còn được kết hợp cùng với ba viên đá mã não màu đỏ có các hình linh vật tam hợp Tỵ Dậu Sửu. Nhóm này được gọi là nhóm tam hợp kim cục, khởi đầu từ Tỵ Hỏa tiến tới Dậu Kim rồi đi vào Sửu Thổ. Sử dụng vòng tam hợp để chiêu mời quý nhân, dựa vào lực tam hợp của quý thần mang lại may mắn, tài lộc, hóa giải thị phi và hạnh phúc sẽ đến với bạn. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, vòng tam hợp trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Tuổi đại kỵ. Không nên làm ăn hay kết duyên với những tuổi này vì lẽ rất đại kỵ với tuổi Ất Dậu. Kết duyên hay làm ăn sẽ gặp nhiều khó khăn trở ngại trong cuộc đời. Vào giữa cuộc đời gặp cảnh tuyệt mạng hay ly biệt. Đó là vào các tuổi Canh Dần, Giáp Ngọ, Bính Thân, Nhâm Dần, Giáp Thân, Nhâm Ngọ, Mậu Dần. Không nên kết hôn hay hợp tác làm ăn. Gặp tuổi đại kỵ trong làm ăn thì không nên giao dịch tiền bạc. Gặp tuổi đại kỵ trong tình duyên hôn nhân thì nên âm thầm kết hôn, không được làm lễ thành hôn hay ra mắt gia tộc. Năm khó khăn nhất. Tuổi Ất Dậu có những năm khó khăn nhất, đó là vào những năm mà bạn ở vào số tuổi 24, 27, 31, 37. Những năm này làm ăn gặp nhiều chướng ngại, khó khăn phát triển công danh hay tài lộc. Những năm này cũng xảy ra lắm chuyện buồn phiền bệnh hoạn, làm cho cuộc sống có nhiều thương đau. Bên cạnh đó, bản mệnh có thể đem theo bát bảo tâm kinh để nương nhờ sức mạnh của Phật Pháp, giúp vận thế luôn được yên ổn, bình an. Đây chính là pháp bảo hàng đầu của nhà Phật. Thân chủ mang theo sẽ như có Phật che chở độ mạng, làm gì cũng hanh thông thuận lợi. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào. Mặt ngoài cùng là tám pháp bảo của Đức Phật, là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát bảo chính là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực.
mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có khắc chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng, có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh, mọi việc hanh thông, giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên thỉnh kinh. Bên trên và vòng trong cùng chính là biểu tượng hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao, tập trung trong công việc. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Ngày giờ xuất hành tốt nhất. Có những ngày giờ xuất hành hợp nhất và phát triển về tài lộc. Tuổi Ất Dậu phải xuất hành vào giờ lẻ, ngày chẵn và tháng chẵn. Nếu xuất hành đi xa làm ăn mà đúng như trên, trong suốt cuộc đời không bao giờ gặp khó khăn trở ngại. Diễn biến từng năm, từ năm 23 đến năm 28 tuổi. Năm 23 tuổi hay gặp khó khăn trong việc làm ăn, gia đạo có nhiều rắc rối, toàn năm không có được dịp may, cố gắng đừng bi quan nên cẩn thận trong mọi việc. Năm 24 tuổi cũng chưa được tốt mấy, không gặp khó khăn như là năm 23 tuổi. Vào tháng 6 trở đi, bạn gặp được nhiều điều may mắn. Từ 25 tuổi, được nhiều phúc đức. Năm 26 tuổi, được dịp may có thể tạo dựng được sự nghiệp trong năm này. Kỵ đi xa vào tháng 9. Năm 27 tuổi, toàn năm chỉ mức độ bình thường, mọi hoạt động nghề nghiệp và công danh. Năm 28 tuổi, có thành công về công danh sự nghiệp, tiền bạc, được kết quả chắc chắn là vào những tháng 6 và 12 âm lịch. Từ năm 29 đến 35 tuổi, vào năm 29 tuổi được đầy đủ, có phần sung túc về tài lộc, tình cảm hoặc phát triển về công danh nghề nghiệp. Năm 30 tuổi, hy vọng thành công trên mọi khía cạnh cuộc đời. Năm 31 tuổi cho đến năm 33 tuổi, công việc làm ăn khó khăn, có nhiều trở ngại về việc làm ăn, tài lộc yếu kém, có đau bệnh, đề phòng tai nạn. Năm 34 tuổi, làm ăn phát đạt đôi chút. Có thể có tài lộc bất ngờ vào tháng 6 và tháng 5 âm lịch. Năm 35 tuổi, hy vọng đường công danh lên cao, tài lộc có phần yếu kém, việc làm ăn và phát triển công danh có phần chậm chạp và rất khó thành công. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, tuổi 36 khá tốt, toàn năm làm ăn được nhiều may mắn, năm này nên xuất hành đi xa hay làm ăn thì tốt và thu thu về nhiều kết quả về tài lộc. Năm 37 tuổi, phát đạt mạnh mẽ về tài lộc lẫn công danh, nên cẩn thận vào tháng 2 và tháng 7. Tháng 2 này khắc kỵ trong gia đình, thân tộc có đại nạn tam tai. Năm 38 tuổi, năm này không được tốt vào những tháng đầu năm, nhưng vào những tháng cuối năm thì được nhiều may mắn cho việc làm ăn, toàn năm được hưởng trung bình. Năm 39 tuổi, có kết quả đôi chút về danh vọng, nhưng toàn năm tài lộc chỉ ở mức độ bình thường. Năm 40 tuổi, mọi sự dễ chịu, bình thường. Năm 41 đến 45 tuổi, năm 41 tuổi không được may mắn, có hao tài tốn của hay bị bệnh hoạn vào tháng 2 và có đại nạn trong thân tộc vào những tháng 8, những tháng khác trung bình. Năm 42 tuổi có triển vọng thành công về sự nghiệp tài lộc. 42, 43 tuổi, 44 tuổi không được tốt đẹp nên đi xa vào những năm 43 tuổi thì hay. Tuổi 44 không nên xuất hành hay hùn hà vào tháng 6 và tháng 7, tháng 9 và tháng 10 có đau bệnh. Năm 45 tuổi được tốt, bắt đầu từ tháng 5 trở đi thì phát đạt. Từ 46 đến 50 tuổi, năm 46 tuổi nên kỹ lưỡng về tiền bạc, không nên làm ăn lớn hùn hạp. Năm 47 tuổi, tiền bạc rủng rỉnh, trung bình. Vào những tháng cuối năm không được tốt đẹp và may mắn lắm, cẩn thận đề phòng bệnh hoạn hay hao tài tốn của. Năm 48 tuổi khá tốt đẹp nhưng lại kỵ vào các tháng 6 và 12, những tháng này có hao hết về tiền tài hay là tiền của. Năm 49 tuổi thanh thản, có thể có nhiều may mắn vào năm này. Năm 50 tuổi, toàn năm vẫn bình thường, không có gì xảy ra quan trọng. Từ năm 51 đến năm 55 tuổi, khoảng thời gian này có hay đẹp vào năm 51 tuổi, năm 52 tuổi có hao tài đau bệnh, năm 53 tuổi không được tốt vào tháng 10. Năm 54 tuổi bình thường về tài lộc, tình cảm vượng phát. Năm 55 tuổi an nhàn vào những tháng đầu năm, nhưng cuối năm thì có nhiều lo nghĩ. Từ 56 đến 60 tuổi, 56 tuổi khá tốt, 57 tuổi đề phòng đại nạn cho cá nhân. Nếu không cẩn thận vào năm này sẽ có tai nạn hay tang khố. Năm 58 tuổi, nếu vượt qua được năm 58 thì an phận, không có việc gì xảy ra trong cuộc sống. Phần con cháu nhận được kết quả tốt đẹp về danh phận. Năm 59 và 60 tuổi, tình cảm vẹn toàn, sự nghiệp vững chắc, viên mãn. Thưa quý vị,
vị, trên đây là luận đoán tử vi chọn đời tuổi Ất Dậu 2005. Nếu quý vị gia chủ chiêm nghiệm thấy hay và đúng thì hãy để lại bình luận cho chúng tôi cùng biết quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng tiếp theo trên kênh.